giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình mình tình tang 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 tình. Hiệp một đã chính thức diễn ra. Một cầu thủ trẻ trong tập ở đây đang được đánh giá rất cao. Người hôm nay mới 19 tuổi, Anthony Gordon đã được huấn luyện viên tung vào sân. Gordon chính là một trong những cái tên để lại ấn tượng khá lớn ở trong giai đoạn trở lại sau dịch Covid-19. Odegaard rất thoáng. Zinchenko, Kieran Trippier, Jordan, Anthony Gordon mở biên. Quả bóng bay rất đẹp. Cùng xem lại, phải dùng từ là chiêm ngưỡng lại pha xử lý này. And he's done it. It's a goal thanks to number 14. Davos. Odegaard. Kai Osaka, Kahavas, đường truyền quá hay, không được. Martinelli, dễ sút. Lại chậm mất rồi, vẫn còn. Đang là những sự tìm kiếm phương án phát triển bóng lên. Bukayo Saka rất chủ động. Và cắt bóng tốt. Được chuyển hay. Kahavas. Quả bóng đã đi hết đường biên.
để chuyền hay. Tình huống chơi bóng điệu. Có khoảng trống. Có rồi. Khoảng phát đã qua rồi. Với những cổ động viên thì họ vẫn đang chết lặng. Và bây giờ thì họ thở phào. Thở phào khi mà quả bóng đã rời xa khung thành của họ. Zinchenko. Havertz. Bukayo Saka. Một tình huống đòi hỏi tốc độ. Trở lại sự phát điện. Đi bóng rất đẹp. Không vào. Chưa thể có được bàn thắng. Dù đó là những tình huống hãm thành thực sự chất lượng của họ. Zinchenko. Cơ hội phản công. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Không được. Joelinton. Và cắt bóng tốt. Anthony Gordon. Dứt điểm. Goal! Có một cảm giác rằng anh có thể làm tốt hơn với quả bóng vừa rồi. Anh có thể đấm bóng hoàn toàn như vậy, nhưng anh đã do dự trong việc bắt dính hoặc là đẩy quả bóng đi thật xa. Đó là một tình huống mà mọi thứ chỉ cần đúng nhịp là nó sẽ thành công, và họ đã tạo ra được điều đó. Áp lực rất lớn từ trên các khán đài đã tạo ra với các cầu thủ đội khách. Davis. Không được. Cả hai đội đều chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Và ở những thời điểm đó, để ngăn chặn những tình huống tấn công thì các cầu thủ thường phải sử dụng những tình huống phạm lỗi. Mattaget. Anthony Gordon. Và xử lý bóng tốt. Tốc độ rất tốt. Gabriel Jesus. Martinelli. Rất khỏe. Không được. Odegaard. Jesus. There will be 1 minute at a time. Anthony Gordon. Tiểu quả bóng như vậy thì quá là thử thách. Vậy là hiệp 1 đã khép lại và chúng ta sẽ cùng đón chờ hiệp 2 của trận đấu để được chứng kiến những điều thú vị hơn. Và bây giờ có lẽ là một hiệp đấu mà các cầu thủ có thể phô diễn được hết những khả năng kỹ thuật cá nhân của mình. Sau đó thì trọng tài đã thổi phạt lỗi vượt vị. Joelinton tiếp tục được đưa sang bên phải. Bóng tiếp tục lại hướng sang hành lang trái. Quá hay. Cơ hội đây rồi. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Dứt điểm. Tôi dứt điểm. Không được. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Đã có lỗi việt vị.
rất bình tĩnh. Cái pha đi bóng tốc độ. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên rất cao khi mà cả hai đội luôn cố gắng đẩy quả bóng. Dứt điểm. Một pha đặt trụ và dứt điểm bằng lòng cực kỳ khôn ngoan, và dù là một thủ thủ vô cùng dày dặn kinh nghiệm nhưng đã không thể làm gì, thậm chí là bị đánh lừa. Đây là một tình huống tấn công trực diện với khung thành, mà lần này là một đường trống khe chứ không phải là một đường bóng dài, bóng bổng hay là ra biên nữa. Thực sự là đang chịu trận, họ gần như không thể cầm bóng ở khoảng 10 phút vừa qua của trận đấu. Mỗi khi có bóng họ phải đã có bóng lên rất nhanh để rồi nó mất đi. Bóng đã ở ngoài cuộc. Vẫn là những tình huống áp sát rất nhanh. Áp sát. Khó khăn đã qua đi nhưng đó là một tình huống thoát tim. Jordan. Zinchenko. Một chuyền rất hợp lý. Cơ hội. Anthony Gordon. Một kết cấu lên xuống khá nhịp nhàng. Hơi rườm rà trong lựa chọn việc đưa bóng ngay và đi bóng, và điều đó đã khiến anh rơi vào một tình thế khó. Quyết định rồi. Substitution for Arsenal. Number 11. Gabriel Martinelli. Bukayo Saka. Coming on the field. Number 19. Number 24. Reece Nelson. Substitution in progress. Zinchenko. Rất thoáng. Cơ hội. Thực sự là phải rất nhanh và đọc tình huống tốt nữa để giải nghi được tình huống vừa rồi. Nhịp chạm đầu tiên đã mở ra cho anh cơ hội dứt điểm. Và chính điều đó khiến cho thủ thành bị bất ngờ. Ở một cự ly gần thì không thể ngăn chặn với một cú ra chân kiểu như vừa rồi, dù nó không mạnh. Hai huấn luyện viên những chiến thuật gia này đã toan tính rất kỹ, rất kín kẽ. Khi đội bóng họ vận hành theo đúng ý đồ này thì chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có rủi ro nào cả. Nhưng bóng đá là trò chơi của con người, của những cầu thủ, và sai lầm là một phần tất yếu trong cuộc chơi này. Và tôi muốn thấy khuôn mặt của huyền thoại Lothar Matthäus trên khán đài, người muốn đá chính ngay từ đầu. Nhưng ngay từ đầu hay vào từ băng ghế gì thì có quan trọng gì đâu, quan trọng là ghi bàn. Odegaard. Mà chúng ta có thể gọi theo một cách rất dân dã, đó là họ đang rất máu. Martaget. Mở biên. Đội chủ nhà vẫn đang chơi đầy khó chịu. Odegaard. Cedric Soares. Quá khó. Thực sự khó khăn. Phải nói thật là như vậy. Không được.
number 5. Substitutions taking place. Anthony Gordon. Trippier. Và đẩy bóng hơi dài. Tự anh làm khó mình. Trossard. Odegaard. Không có những phương án chuyền bóng đủ tốt. Và thậm chí họ còn chuyền sai. Cực kỳ chủ động trong việc áp sát tầm cao. Đó là một lỗi cá nhân quá đáng trách. Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Coming on the field is number 21. Substitution. Rất nhiều đường truyền đang được thực hiện. Dứt điểm. Goal! Đó là một tình huống mà họ phải trả giá bằng một bàn thua. Trong một trận cầu như thế này thì những sai lầm kiểu như vừa rồi là vô cùng tai hại. Hai trung vệ đều đã bị căng cơ trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu rất căng. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với bộ đôi trung vệ này. Không được. Đã để mất bóng. Rất thoáng, rất thoáng, rất đường chuyển. Thomas Partey. Rất khỏe. Cedric Suarez. Trossard. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Vẫn tốt. Jesus.